sini kalau cerita tentang apa yang pertama tangga semua apa ya dan mokjuk pertama siapa lagi ngomong. Agak lama sih. Ủa để làm kiếm mà mai với anh. Bởi lần đầu anh đến quê em, em đưa anh đặt xuống cái cầm này lại. Thành phố yên lành, con tim nhỏ với lòng không nhỏ, cầm chặt môi vội bước chi nhanh. Anh thấy không phố bốn bề xanh, đường vây quanh núi cũng vây quanh, đường vắng xuôi mà sông cháy ngược, trời rộng lên mây trắng yên lành. Gần quá đôi gần nhớ núi ngọc linh cao ngất ngàn năm, người ở đây một người rất rộng, đi cùng em mới vài con dấu là gì đâu mà anh mỏi chân. Yeah.